Ngọ lại đây mẹ nói coi. Ôi trời ơi. Ngọ lên đây ngồi nói với cô chú với A Trì. A Trì dọn đi con có buồn không? Giờ giờ không có gặp A Trì nữa rồi, không có còn bạn chơi nữa rồi. Ồ, nhớ chiều chiều A Trì đi học về cái con với A Trì chạy lên ôm nhau mừng nhau không? Con với A Trì bơi chung là giành đồ chơi nè, nhớ không? Giờ A Trì à, mà công nhận mà giờ mà mình tưởng là mình đi trước mà A Trì đi trước mình. A Trì mình tưởng là tháng 8 này mình dọn qua Florida là mình đi trước mà ai ngờ là A Trì dọn đi trước mình luôn. Bữa giờ về không gặp A Trì luôn ha. Nãy đi như là hồi nãy đó, cái tự nhiên hồi nãy đi chợ về á, cái tự nhiên thấy cái xe để đây nó ủa cái xe gì mà trên đây thấy toàn đồ chơi nít không, lẽ A Trì nó dọn đi với tao mà ai ngờ tự nhiên chút nữa thấy mẹ nó rinh đồ qua đi đi hết luôn. Hỏi thôi ủa tụi bay dọn đi hả? Ừ đúng rồi, giờ tụi tao dọn đi. Không, mà dạo này á là ít có thấy A Trì á, là tại vì Ngọc với Chay đi nhiều quá rồi, với lại mà mẹ A Trì cũng có quen một người bạn mới nên là cũng đi tới đi lui và ở cái nhà của cái chú đó nhiều hơn rồi hả, nên là cũng ít về cái nhà này đó, nên là đừng hy vọng là mẹ của A Trì sẽ hạnh phúc thôi con ha, hy vọng là cái chú đó sẽ thương yêu A Trì hả con ha. Dù sao cũng là một cái tình bạn rất là đẹp, cũng là những cái ký ức trên video của Chay, của gia đình Chay. Rồi rồi chỉ cầu mong cho mẹ của A Trì sẽ tìm được một cái người yêu thương mình nhiều hơn và hạnh phúc hơn. À, mẹ dùng cái này để mẹ đựng gì nè mẹ? Ồ, nước mắm mà. À, có hành, có mỡ hành nè. Ok, con xong rồi phải không? Ok. Hello, xin mến chào đại gia đình mình nha. Chiều hôm nay á là mình có mua được mấy cái đùi má đùi gà, nhưng mà có luôn cái má đùi luôn nè cả nhà. Bây giờ á mình cho vô đây chút bột rồi thì để chút xíu nữa cái là mình chiên chiên vàng lên để chiều nay ăn cơm. Chiên vàng lên xong rồi cái mình đây có chén nước mắm nè, nước mắm tỏi ớt. Cái mình rưới lên mình làm đùi gà chiên nước mắm, nhưng mà mình cũng cho chút xíu bột vô để cho chút cái đùi gà của mình nó không có khô. Thì ăn đùi gà chiên thì ở đây mình cũng có dĩa rau nè. Đó, ăn chút nữa cái mình xịt mayonnaise vô. Rồi cho miếng giấm vô để làm dầu giấm ăn với gà chiên. Rồi còn có thêm tô canh nữa cả nhà. Đó, có canh xà lách son nấu với tôm khô với mực nước. Rồi, bước lên đây ngồi cho mẹ. Ăn cơm, ngồi xuống ngay chỗ này. Ngồi xuống ngay chỗ này cho mẹ. Ok, quay. Rồi, ok, ăn miếng cho mẹ, ăn miếng canh. Miếng canh này canh xả nó son phải không mẹ? Không có nóng. Nóng em hả? Có nóng. Nguội 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 mình sẽ xào xạo nó đó. Cái này là cái chén ca cơm với canh với xả lách son mà Chay ăn nè cô chú nè. Ngày cách vài bữa là bà ngoại nấu canh, bữa có bữa canh cải, nay canh cải xà lách son, rồi có bữa thì canh canh gì cũng quên ta, canh củ canh bí rồi đi đó, canh gì tùm lum đó. Canh là nó dễ ăn nhất à, nếu mà không ăn cơm với lại nước tương á với trứng á thì nó ăn cơm với canh đó cô chú. Ok, nhớ cái con có uống nước, ngoại lấy nước nha. Nước. Rồi bây giờ là mẹ Ngọc là bỏ thịt gà vô chiên nè mọi người. Wow. Bữa nay Lucky ở nhà Lucky. Trời ơi trời. Từ cái bữa mà đi nữa. Đó, đó. Cô nhớ Lucky nó wow không? Ừ. Không nhớ hả? Tha lỗi cho nó rồi hả? Hả, tha lỗi hả? Trường nhắm mắt cô chủ rồi. Nằm bao nhiêu Lucky, Sophie bữa giờ khỏe không Lucky? Sophie bà khỏe không? Bà Su khỏe không? Lucky chứ nó gặp bà Su trước mình luôn. Hả? Mình và Lucky. Ê đứng. Lucky gặp bà Su trước mình luôn á, mẹ với ba bữa giờ qua chưa gặp bà Su mà Lucky gặp bà Su miết luôn mẹ. Nữa, cũng nữa. Người ta đang nằm im. Là người ta đang nằm im rồi dời rồi đổi người ta, rồi người ta bực mình người ta quạo là đừng có khóc nha. Không có Lucky ngồi đâu cũng được, cái chuyện của Lucky nó đây nó bồng một bên đó cho Lucky ngồi. Người ta đang ngồi ở trên ghế người ta ấm êm hơn chứ. Hả? Người ta đang ngồi trên ghế cuộc đời người ta ấm êm hơn. Tự nhiên cho người ta ngồi cái bàn lạnh ngắt. Không lạnh. Sao không lạnh?
mở lần nó thấy tôi nhắc Lucky cái lẫn chạy lẫn khiều, khiều Lucky, bắt đầu Lucky vào hả. Có chơi có chịu nha, có chơi là có chịu quá. Nhưng đừng có khóc, Lucky vào đừng có khóc, mẹ mẹ Lucky vào con nha. Ôi trời ơi, nó nói con mới hùng Lucky là nhắm cái má của Lucky. Khiều nữa ra, tao đã quào nữa. Ừ, chó. Con cất đôi giày con giùm cho mẹ coi. Gì vẽ hay gì? Viết thư cho Lucky đi. Viết thư đi. Nó nói Lucky đừng nhìn như Lucky nha. Mẹ không nhìn luôn, mẹ không nhìn luôn. Mẹ không nhìn luôn. Hôm nay thời tiết hôm nay nè cô chú nè, nó tuyết cũng còn lạnh nên là tuyết không có tan. Tỉnh nhắc à, trời cũng sập chiều rồi nè, 6:15 chiều nè cô chú nè, và chuẩn bị là hoàng hôn buông xuống. Hay quá. Làm từ sáng giờ nhớ vợ rồi đó. Nhớ quá. Đi thì cắn vợ rồi nha. Thanh kêu tới đi má. Bây giờ đùi gà của mình vàng rồi, mình đổ hết mỡ ra ngoài cái tô. Và giờ mình chỉ đây là nước mắm tỏi ớt với đường mình cho vô. Đó đã luôn. Gà mà đùi gà nguyên cái má nữa là ngon lắm rồi mẹ. Có cái má gà rồi mẹ có lật lại cho nó thấm thấm không? Có chứ con, để nó thấm về dưới rồi. Cho xin một cái đùi gà đi bà ngoại chơi chơi ơi. Đó. Bỏ vô đây. Rồi một cái đùi gà nữa. Em bé. Ôi rồi cái này là của Điều Quỳnh. Cơm chút xíu là cái Điều Quỳnh coi vậy chứ chút không ăn, không ăn cơm luôn á. Perfect. Rồi. Ngon quá trời ngon. You got a fork and spoon for everybody? Yeah, everybody. I only see three. Okay. Oh, there it is. Rồi. Maybe some chopsticks. Cái ngon. Cái này là Ngọc có bỏ đá vô, có bỏ chút nước vô, Ngọc mix với lại chung một chút. Cái này là cái nước mận extract của Hàn Quốc đó các bạn. You'll just have to deal with it. Cái đó cho ba. Cái nào? Cái nào? Cái đá. Cái đó cho ba hả? Ba nào? Ba của con hay là ba của mẹ? Yeah, I grabbed those chopsticks to eat the salad with. Ba nè, để cái nước cắt cái này ra nè. Oh, thank you. Này là nước tương để ăn chung với lại wasabi. Đó, tương để ăn chung đó. Còn cái này là cái wasabi nè. Wasabi. What is wasabi? Trời ơi, wasabi là cái này ăn cay lắm á, để ăn chung với đồ sống á. Nó hỏi wasabi là gì? Đó, nó hỏi một ngoại ăn, một ngoại khóc luôn á. Khóc luôn. Rồi, ok thôi. Mà mời cả nhà. Đại gia đình dùng bữa với gia đình mình nha. Mời mọi người. Cơm canh đã xong rồi. Cô hát con mời ông bà cô chú. Cô ăn chút xíu cơm rồi. Xin chào cả nhà nha. Ơi, con ăn chút xíu cơm rồi. Không, bà ngoại con chưa cho con cái đùi đó. Chút nữa con ăn. Đúng ok, rồi. Let's me ngồi đây con. Ai cũng có phần hết trời ơi. Cái đùi đó là chút mẹ làm được. Rồi đưa rồi con. Cái này nó cũng ấy rồi. Hai em biết không? Rồi đúng. Xí ăn cơm luôn. Được ha? Được ha? Ba ăn thử cái cá sống đó trước đi chứ không mấy là ăn mấy kia là nó ấy vị đó. Rồi để ba. Ba rót nước tương riêng ba phải không? Nước tương. Đây, ok, tuyệt vời quá. Mà qua đưa ra cho mọi người coi luôn, làm cái thumbnail picture. Làm thumbnail. 1 2 3 cheese. Không mệt quá. Here, can you pass me the salad, please? Okay. Let me no, pass it to me so I can just drop it right onto my plate. Quên năm nay là gì cả ngày, đuối đơ cả ngày. Lạnh quá, đuối là giống như là mệt, nhưng mà đi bộ vậy là. Đi bộ. Ra không gọi con ra đó, con cũng biết nữa.
Cũng đi bộ, đi tập thể dục mà. Chung quy là đây chỗ làm cũng gần. Đi bộ cả khoảng nửa tiếng tới. I want my chicken too. Bà lấy cái đũa không? Bà lấy đũa cho. Đũa thì dễ ăn chứ. Okay. Ăn không? Ăn gà không? No. Yes. Taste your fingers now. Ngon lắm á, gà ngon lắm á. Để mày làm cho. It's really good. À không. Lucky là tính sau đi, còn cái này là cho lớp chay trước đi. Lucky Sky. Lớp chay ăn trước, Lucky ăn sau. Không ăn hả? Give it to Lucky. Không, lớp chay ăn trước, Lucky ăn sau. Rồi, mày cho Lucky nè. Ủa, nóng nè, nóng à, nóng mà mới nóng. Really good. Very good. Chồng là bánh nó ngon quá. Ngon hết con. Mẹ phải cho Lucky ăn thịt chứ còn ăn da là sợ Lucky ăn nó cay cái mùi nước mắm đồ này kia đó. Hay là nó mặn cái mùi nước mắm nó thì không chịu ăn. Dạ anh bạn con. Nhưng mà ở trong này nó nóng quá này chay nè. Rồi khói bốc lên nè. Thấy chưa? Vậy sao Lucky ăn được? Phải thổi chứ. Con phải thổi nha. Nóng lắm. Không có được cầm cái này. Rồi con vừa thổi vừa cho Lucky ăn đi. Ngon mà cá ngon mà. Ngon chứ. Ngon á, ăn đi ngon. Con cá nè, cá hồi sống nè. Trời gấp. Mời mọi người nha. Ngon lắm. Ăn đi con. Con gấp các bạn. Ok. Raw, like. Cho bà thấy cho, bà bỏ cho. Too slippery for me. No wasabi. Ngon lắm, ăn đi. Wow. Nè. Đang còn con té bây giờ nè. Ngon lắm. Té nè con. I need Lucky some more. Nè rồi. Con chỉ lại đằng đây mẹ đưa cho thôi chứ đâu có cần phải chạy dữ vậy. Trời ơi đó, nó làm đó. It's like an obstacle course for JD. Nó làm nó hồi hộp với ba nó mới ba nó đi một cái giờ. Mừng mới vui. Giờ mấy ba về đi vui quá trời luôn. Nghe không? Lucky eat it đó. Dạ đi. Đừng lấy đồ ăn cho Lucky chứ gì. Rồi đừng lấy nữa. Đừng lấy rửa hết đồ ăn mẹ ăn rồi sao? Đây nè, ông ngoại cho nè. Để con cho ha. Để bà lấy cho nè. Ba đừng lấy cho nó miếng da, ba lấy nó miếng da nó ăn được không? Cho miếng nạc phải không? Đây con lấy cho nè, được rồi nè. Rối quá chạy rồi. Ba mẹ ông bà ăn mà con rối đây nè, mẹ nói nè. Miếng này miếng cuối cùng nha. Dạ. Không còn nữa nghe chưa? Dạ. Ok. Quá giỏi. Đó, đem ngoài lấy cho nó ăn hả? Cho nó ăn. Con ăn cái này phải không? Ok, cho con ăn miếng da nữa, một chút nữa là hồi nãy mới ăn một chén cơm đậm vậy đó. Nó ăn hết cái chén cơm mà nãy Ngọc đút luôn mọi người. Rồi, ok, rồi này cho Lucky nè. Cảm ơn bé đi nhiều. Ngon ha. Very good. Rồi, giỏi. Úp rau nó nè. Tình rất là. Bơm môi. No. Đây. No, I do not. Cảm ơn. Cái này cũng giống như cái gà chiên nước mắm vậy nè. Con ăn, mẹ ơi. Đây, ông ngoại cho nè. Con ăn phải không? Để ông ngoại cho. Đây. Nè. Oh. Bà ngoại này ngon quá. Bà ngoại nó ngon. Ông cầm đi, ông cầm đi. Rồi, được rồi, em ăn được rồi. Có cái miếng của nó nè. Đấy, Lucky. Đấy, tự động ra. Mẹ ơi, Lucky ăn hết chicken luôn. Rồi ăn hết gà luôn hả? Dạ. Rồi, đưa hết cho nó bưng xuống dưới. Chắc chắn rồi, coi. Không ai làm ngon quá bữa nay mà phải không? Nóng này còn từ thôi nha. Lucky eat the whole thing of chicken. Yeah, because you want wet food. Giờ mới có 7 giờ rồi. Chút nữa có chừng 8, 9 giờ nó ăn được nữa là ngon mày ha. Cho bữa ăn nó đi ngủ. Bữa ăn nữa là ngon là đi ngủ, uống sữa là đi ngủ. Thôi là ăn mắt gì chi. Ủa, ăn gì chi rồi. Thôi ăn này đi. Ăn cái này ngon hơn. Ăn này có chất gà, chất ngon. Ai? Ngon. Cái này mà để mình ăn mình gắp mới ngon ba chứ còn ba để vậy ăn không ngon phải không? Ăn mình gắp mình chấm nước phấn mà cái tương mình bỏ vô liền. Ngon. Ăn không nghe mùi tanh gì chút nào. Có là mùi béo không mà mẹ. Mùi béo kiểu tưởng chữ béo lên mới ra. Cảm ơn. Tiền bún nó được hả ba? Ok. Ủa nó béo. It's very creamy hả? The fish. Yeah. Cầm ngon, ăn cầm nha, ăn cầm. Ăn chết. Cải xà lách xo các bạn. Hàng gì thấy nằm nướng trong thơm mà không biết cái gì.
Nướng gì? Mực. Em nướng bao mực nhỏ nhỏ vô nấu canh với tôm khô. Có mẹ qua con mới biết cái chiêu này á, mực mực nướng để nấu canh. Này mẹ của con à? Mẹ con. Tưởng là nướng mực cho ba nhậu. Mía. Tôm khô cũng nhiều mà mực cũng nhiều cũng này lắm. Quỳnh ăn này này ngon lắm Quỳnh. Này mà lỡ mà không có đồ ăn các bạn. Nó cầm gì? Nó cầm da không mà khỏi đồ ăn. Biết sao không? Tại mình thấy chay. Nó cầm không, không thích ăn đồ ăn á. Nên có nấu có hả? Có tôm khô nhiều nhiều một chút, có mực nhiều nhiều một chút. Cho ăn nước nó ra ngọt ngọt em ăn. Công nhận Michigan mình đầy đủ món. Có cho nhiều tiểu bang lạnh mấy cô chú anh chị ở không có được nhiều món vậy đâu. Mẹ, ngồi xuống vô con là mẹ nè. Mày còn chỗ dư mà. Trời ơi. Chưa đi vô đi chợ. Đi chợ ở trong cái đó là cái mò hả không? Đó là cái mò mà nó đi shopping chứ không phải đi chợ. Shopping đó. Vô con mới bước vô cái quầy đầu tiên là thấy mấy cái đồ dài. Đẹp quá không? Đẹp quá cái chày nói ông ngoại, con mua dài cho ông ngoại. We went to the mall today and then JD saw a beautiful shoe. She was like, oh my, I'm gonna buy this for you. Ông ngoại mua cái giày này nè. Giày này đẹp nè, ông ngoại, con mua giày cho ông ngoại nha. Ông ngoại cảm ơn, ông ngoại có giày nhiều rồi. Ông ngoại không cảm ơn nữa. Thành nghiệp. Nhưng mà buồn quá, A Tì sắp dọn đi rồi. A Tì đi rồi. Yeah. Bây giờ đi luôn á Ngọc ha. Trả nhà đâu mà. Trả nhà. Mua nhà ở đây hợp đồng 2 năm. Thì tới hợp đồng hết rồi. Buồn em, tội nghiệp ha. A Trì với Chay là cũng là một cái tuổi thơ. Một cái tuổi thơ mà lúc mà hai đứa còn nhỏ rất là nhiều kỷ niệm hả mẹ ha. Thì cũng phải là đi được 2 năm rồi đó. Thương cũng có, lộn cũng có. Dành đồ chơi cũng có. That's right, Audrey's family is, you know, now she's a unit again. But there's a father figure, so that's good. Ở đây qua thì sao? Bây giờ nó đi dọn đi sao? Mẹ qua thì nó cách đây 25 phút. Mẹ muốn chở anh Trầy xuống chơi. Thấy con ha. Oh wow. Đẹp. A Trì đó. Ồ, đẹp quá ta. Thôi. Quá. Đây đưa cái bảng cho, đưa bảng này yeah, cho sure, cô chú coi. Đồ dễ này quá đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Quả đưa cho cô chú coi dễ nào ngoại. Mọi người thấy Trầy dễ không? Xích vô anh quay gần nữa. Rồi đây ra đó. Ôi nó dễ quá. Hai mắt còn quay. Quay very nice. Very. Very good. Cơm này dẻo quá mẹ hả? Vô đi. Yeah, did you get a lot of these pieces so I can have? Mua cho ngoại mà ngoại hết. I'll bring them cơm to lunch tomorrow because I'll have the car. What is that? I said I'll bring it to lunch tomorrow and heat it up in the microwave. You have more pieces? If you want, we're gonna make that. Yeah. Ngon không con? Yeah. Thì Quynh nói là ngày mai thì Quynh muốn đem cái này để trưa đi làm ăn. Because I gotta eat chicken and... Okay. Mình còn gì nữa mà đúng không? Salad. Còn. Còn. Mình còn gì nữa mà đúng không mẹ? Hết rồi hả? Not too much of this though, because it's really greasy too. Mai mình làm sườn đi. My mom. I like the breading. The ribs. We add with the chicken. Oh, okay. Well, the rib, your chicken is the best protein. Ôi mẹ không có gam sườn nữa. Mình phải chiên lên rồi mình làm giống vậy đó. Trời ơi, mình ăn. Sườn chiên xả cũng ngon lắm. Nhằm còn xả, sườn chiên xả cũng ngon. Yeah, but this is really good breading. Nè, anh take a bite, phải. Take it. Yeah. Đã. Ngon. Quá ngon phải không ha? Cái cơm này ăn như là ăn sâu vậy á. Ăn thử cho cắt à. Ngon. Mẹ ăn hết nữa vậy á. Mấy cha con mình ăn cũng còn hết cái hồi ba hả? Thấy đó.
con gái lấy giùm cho mẹ chai nước. Vậy là ngoại luôn nha nha. Talking, we gotta listen. What's up, Jady? Dạ mẹ. Quá dỗ nó. Nó lấy hai chai luôn ngoại ngoại luôn hả? Tính là hai mẹ con mình chia với nhau. Cảm ơn con nha. Very nice. Want this good skin? No, I'm okay. It's skin mixed with chicken was the best. Nhưng mà mình cũng có nuôi con. Can't just have skin, it's just rồi cũng có nuôi cháu. Rồi cũng có nuôi cháu chứ còn gì còn con hả? Đúng. Chay là ngoan nhất. Ngoan hơn mình dành Berlin luôn à? Không nhiều. Do là không biết sao. Cái kiểu ngoan của bạn nói là ngoan làm sao? Ừ, đấy là phân tích. Đúng rồi. Mình xin Bali á là do ở nhà có ba có mẹ đầy đủ nè ha. Tại vì công việc của anh Bảo với chị Ngân là ở nhà, không có đi ra ngoài. Rồi cộng thêm có ba có mẹ nữa. Cho nên lúc nào cũng có ông bà, cũng có ba mẹ. Cho nên nó hai đứa cháu con cũng là mà nhõng nhẽo một chút. Còn Chay á thì hả thường á thì ở nhà một mình nhiều, hồi nhỏ tới giờ ở nhà một mình nhiều. Rồi á đi làm con chở theo mà nhưng những cái môi trường làm việc không à có mình nó đâu có nhõng nhẽo được. Nên từ cái chỗ như vậy mà nó quen. Không quen cho nên nó không có nhõng nhẽo. Mà chơi á thì chơi một mình. Tắt đồ ra chơi xong rồi hốt gom vô xong rồi sắp lại. Cái ngồi chơi mình vậy á ông bà cô chú nên nó quen rồi. Có lúc á mình qua đây nè. Mình thấy cháu chơi mình thương hết tội nghiệp cái mình lại cái mình ngồi coi cháu chơi cái có khi á nó kêu là bà ngoại chơi con, có khi là bà ngoại đi ra làm việc đi để con chơi mình con thôi. Cho nên là thấy lúc nào nó kêu mình đi làm việc rồi mình lại đi ra đó vậy đó. Ngoan dữ lắm, chơi cả ngày không lùm nũng lùm nỉu không gì hết. Chỉ cần sáng mà thấy bà ngoại với mẹ mà bận đồ vô đi làm là biết rồi đó, là lại ôm bà ngoại cái, ôm mẹ cái là bye bye mẹ với bà ngoại để mẹ với bà ngoại đi làm. Còn á hả chay ở nhà với ông ngoại vậy thôi chứ không có nói mẹ trông đi hay là hả mẹ nhảy con không có. Cái nhà hay lắm, bởi vậy ba mẹ mới nói là bây giờ trong cái thời gian này, trong cái thời điểm này ba mẹ qua đây á, ba mẹ còn mạnh khỏe thì ba mẹ sẽ bù đắp cho tụi con với cháu của ba tất cả những cái gì tốt lành nhất, tốt đẹp nhất. Ba mẹ nó còn sức khỏe thì ba mẹ sẽ đeo đuổi đến cùng trong cuộc đời của con như của ba mẹ. Lúc nào ba mẹ còn mạnh khỏe, còn làm được tất cả những chuyện gì để phụ giúp cho tụi con thì ba mẹ sẽ làm hết. As long as we still have the help, we're gonna try to help you guys as much as possible. Oh, thank you very much. Mẹ sẽ làm hết cho tụi con. Thì xa con cũng lâu lắm rồi. Không ở gần con. Cảm ơn bà. Rồi ba mẹ thì ở anh Bảo thì còn có gia đình bên nội bên ngoại ở bên Việt Nam thì cũng có. Còn con ở đây, tụi con ở đây có một mình, nó cũng cô thân độc mã. Không có ai hết á, nên ba mẹ muốn tất cả những cái gì á thì đó con vừa rồi đó con ba mẹ qua đây thì con cũng biết rồi, tức là có cái chuyện nhỏ thì làm nhỏ mà chuyện lớn làm lớn, nhưng ba mẹ không có làm lớn được, ba mẹ làm chuyện nhỏ đó. Ê Quỳnh ha, nhỏ cái nhỏ ra mà lớn đó nha. À, không, nhưng mà ba mẹ thích là vậy, thích là phải vậy đó, nhỏ ra mà lớn. Tại vì nếu như mà ông có mà ba mẹ làm những cái chuyện nhỏ đó thì con không thể nào an tâm mà đi ra ngoài làm lớn rồi. Đúng không? Nhưng mà theo ba mẹ cái chuyện ba mẹ làm là cái chuyện nhỏ, cái không chuyện lớn. Chuyện lớn bây giờ là tụi con còn trẻ là tụi con làm. Còn ba mẹ bây giờ ba mẹ rút về cái hậu trường, ba mẹ đứng trong cái hậu trường này làm những cái chuyện nhỏ để đứng ra dồn tụi con làm những cái chuyện lớn trong cuộc sống hiện tại. Hậu Phương hả? Hậu Phương đó. Hậu Phương những chắc. Hay lắm bồ ơi. Ba mẹ không thử à, không thử cái này. Ba mẹ giờ là hậu phương thôi. Lắc lên lắc đều đó. Ba trông cho ba mẹ, trông cho ba mẹ sống cho nó già, nó lâu chút xíu để mẹ nè, mẹ còn khỏe mạnh, mẹ nấu cho con những món ăn còn ngon hơn nữa. Thấy không? Mẹ mà còn khỏe mạnh mẹ. Với lại biết sao không?
Mẹ mong mẹ có sức khỏe để mẹ có thêm cháu nữa chứ. Có thêm cháu nữa. Mà mình chay ba mẹ mong muốn nhất là con phải có thêm một cháu nữa. Trai gái gì phải có thêm một đứa nữa. Tại vì nhà mình nói chung quy là cũng ít con ít cháu quá. Mình có hai đứa con à, rồi có ba đứa cháu à. Người ta gọi là con già của người ta là con đầy mà cháu đóng. Còn ba đứa nó ít quá, lẻ loi quá, nhìn tới nhìn lui cũng có mấy đứa à. Quá buồn quá, lẻ loi luôn. Looks like a screw's about to fall out of your dad's glasses. Well, let me see. Doesn't look like it's on the other một side. Một cái ốc ở trên mắt kiến của ba nó bị ấy lên đó. Ba để ốc này hả? Phải dặn xuống á. Không rớt rồi phải không? Ok. Biết chị ấy, xưa trưa này đi cái mò đó, mình kêu dặn nó luôn. Không, Lưu Vinh cái này Lưu Vinh làm được. Lưu Vinh có sự giúp nó, Lưu Vinh dặn được. It's called a special glasses screwdriver. Like you'll, we might have something, but I don't think we have anything that small. We do at the Florida house. Con làm việc mấy ngày nữa xong là con đi hết tóc. Ba cũng đi nữa. Dẫn ba đi hết tóc luôn, hai cha con đi hết tóc. When you make an appointment for your haircut, make for my dad one too. Sang đi Việt Nam này mình đi hết tóc. Để đi Việt Nam. At the end of the month. It's cold outside, so let's grow our hair out a little bit. Mình quên nói ở ngoài trời lạnh quá nên thôi để tóc đi cho ấm. Keep us warm. Thường á, mùa đông á, Đường Quynh ít cạo râu hơn mùa hè. Bạn giữ cho nó ấm. Bạn Đường Quynh uống rỉ không hả? Gì đó tệ chơi sành á hả? Chơi sành á. Đường Quynh đâu có râu đâu mà cạo. Tao có mấy đứa kia thì mới dài, hiểu làm còn Đường Quynh cũng như ba vậy à. I said that in the winter time you shave your beard not as often in the summertime. Yeah. Just because It's a swimsuit. That looks like a clown. That looks like a swimsuit. Mày tất cả hai luôn. Thôi mày thấy con vẽ cái nào đẹp không? Quá, con lòng quá sĩ quá. Đảm bảo là cô chú sẽ rất là hãnh diện. Left is the other way. Chị trai. Tối này á, trước khi đi ngủ con kể cho nó nghe câu chuyện. Câu chuyện á là ngày xưa á là nhà nghèo, nhà mình nghèo á. Nhưng mà lúc đó con 5 6 tuổi á, lúc mà đi mà con xuống giường cho mẹ tô hủ tiếu mang á. Đúng rồi, lúc đó mấy tuổi? 6 tuổi. 6 7 tuổi hả? Đó, ngày xưa mẹ còn nhỏ, nhà mẹ nghèo lắm. Nên là hả đi ăn á hả, cứ tiêu cứ kêu có hai tô hủ tiếu à, bà ngoại bà không dám kêu ba tô. Cái nó hỏi tại sao? Nó nói tại vì nếu mà không ăn nữa. Không ăn nữa hả? Cay quá. Cay đồ cay chỗ xạo ăn muốn gần hết nữa. Nửa trái cay, bây giờ con ăn thịt không là không cay nè. Ăn thịt ở bên trong không là không cay. Rồi cái nó hỏi tại sao mẹ không kêu nó, nói vừa ngoại quá nghèo quá đâu có kêu được ba tô. Cái xong mẹ thấy vậy. Cái mẹ mới là bộ mẹ ăn có chút xíu à. Cái mẹ nói mẹ no rồi. Cái này mẹ để mẹ nhường cái tô hủ tiếu ra lại cho mẹ của mẹ ăn. Cái nó im lặng. Nó hỏi hả? Nó nói hả? Vậy bà ngoại bà cũng thương mình quá mẹ ha. Nói vậy á. Vậy bà ngoại bà cũng thương mình quá ha. Nói chứ nó cũng chưa có xác định được nhiều. Con thấy con cảm thấy nó chưa xác định được nhiều là nó là mẹ của con giống y chang như là con là mẹ của nó vậy đó. Nếu chưa xác định được. Chưa hiểu rồi. Chưa đâu. Chưa hiểu được. Em mới có bốn tuổi. Không hiểu vụ gì á. Chưa. Nó looks like a slide, but not straight. Ba mẹ qua đây mới có 6 tháng à. Nó chưa cảm nhận được tình yêu thương, tình cảm nhiều. Chưa biết. Chưa đâu. Phải cho chị thời gian. Lâu nữa hả chị ha?
Nó chơi làm cha làm mẹ thì cha mẹ nào cũng vậy. Thương con như biển hồ lai láng. Thương con vô bờ bến luôn. Nó, tất cả những cái gì mà món ngon vật lạ này khi khách nào lại dành riêng cho con hết. Đúng rồi, đâu có riêng mình đâu. Nó thế giới này, cả thế giới này luôn. Làm cha làm mẹ là lúc nào cũng ưu tiên cho con, dành riêng cho con tất cả những cái gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Đó, cha mẹ có mình có coi như là nằm bơ nằm bụi cũng được, nhưng mà phải để dành cho con nó nằm những cái chỗ ngon lành. Nó ngon thì chừa cho con. Rồi đến lúc đó không, cái này là lực bù trừ cả nhà. Giống như hồi nhỏ thì con mình còn nhỏ thì những cái món ngon, những cái gì mà sướng nhất đó, thì cha mẹ dành cho con. Xong rồi đến lúc đó mình lớn tuổi, mình già đi á, thì con mình nó lại lớn rồi, nó hiểu biết rồi, thì những cái món ngon thiệt lạ thì nó lại nhường cho mình. Đó là cái lực bù trừ, chứ không phải mất đi đâu hết á. Đúng rồi. Rồi đó, mẹ xé thịt ra hết rồi đó nghe chay nha. Rồi chút nữa là giờ con ăn thì ấy cho đút cho con cho nó dễ. Để sạch xé ra hết, lấy cái tay để con ra cho nó nhờ. Hồi đó ba mẹ lo cho con, sau này con để con chay ra thì con lo cho con chay, nó cứ sạch quần vậy đó. It looks like a Christmas tree. Nó sống không? Còn miếng này nó ăn hết luôn nha. Ăn chứ. Quá ngon, cái cá hồi này ngon. Ăn cá không ăn rồi gà. Cá không à? Chứ sao ăn nổi mẹ. Nhưng mà chút nữa ba cũng ăn hết rồi. Canh ngon Ngọc ăn. Ngon, canh quá ngon. Bởi vì con nói mẹ con thích cái canh này lắm. Canh cải xà lách xôm này con thích lắm. Hồi đó là con chưa biết, nhưng mà từ khi ăn mua về ăn thử là biết rồi, là bắt đầu nhà mình đó là ít thì ăn. Mẹ bao giờ mua này lắm. Nhà mình ít khi nào ăn món này lắm. Nguyên cả mười mấy năm trời mà Ngọc ở Việt Nam, Ngọc chưa bao giờ được thưởng thức cái món cải xà lách xôm này. Con biết sao mẹ không mua luôn mẹ. Rồi con biết ăn, sợ không biết ăn mà nó mua. À, có quay ông luôn. Con nói ủa sao hôm nào giờ nhỏ giờ mẹ không có cho ăn cái món này luôn. Mà ăn xong vẫn ngon quá trời ngon. Giống như là giống như mẹ. Không hết nè. Khỏe. Giờ mày thích không? Ngon à? Ngon. Ngon mà cả sản phẩm ngon, ăn ngon á. Bởi nhiều lúc nói cái tên cãi không nhớ. Xà lách xôm. Ít có ăn á, ít ăn nên mình đâu có nhớ tên. Mấy này lách xôm ta, tự nhiên nói tụi mày con lách xôm. Đúng rồi. Cái da này nó hơi ca trong chay á. Để con ăn miếng thịt nè con. Trời ơi. Nó quên là mình đút nó là hạ miệng nè. Hả? Rồi một bữa cơm này quá ngon quá rồi, quá đất ngon. Ai cũng vui. Cả gia đình xung họp ăn một bữa cơm khi chiều về. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Là lúc nào cũng ngồi với gia đình để ăn cơm chung nè, hoặc là để giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi của tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo của gia đình. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye. Cả nhà sức khỏe nha. Con cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú.